Dạ, xin chào các anh chị nha. Chúc cho các anh chị một ngày mới được vui vẻ, tâm an, hạnh phúc và thành công hơn trong mọi công việc nha các anh chị. Thì hiện tại giờ em đang xả tàng cho ba cây mai này nè. Sẵn đây em làm một cái video này chia sẻ lên cho mấy anh chị xem cái cách xả tàng cây mai sau Tết của em nha. Còn cái cây mai này em bán về cho một người anh ở Lâm Đồng, Đà Lạt á. Đợi cho cái lá nó già lại một chút nữa rồi em mới xả tàng đóng vào thùng xốp gửi vừa mãi cho ảnh. Thì mấy anh chị xem vào video của em thì bấm tặng thưởng em like mấy anh chị. Hồi trưa này thì em có ra một cái video. Ý của em là trong cái video đó là em muốn truyền tải lên cho mấy anh chị xem á về cái cách trồng cây mai là vốn dĩ nó rất là đơn giản. Thì khi em nói những cái lời chăm sóc cây mai vốn dĩ nó đơn giản á, thì có một bạn đó nhảy vào bình luận nói em nổ này kia cái nọ, tại vì bạn ấy không hiểu về cây mai cho nên bạn ấy nói mình nói em nó nổ. Chứ thực tế cây mai á, anh chị hiểu nó là không bao giờ nó chết được đâu mấy anh chị. Tỷ lệ nó chết rất là thấp. Nguyên nhân vì sao nó chết là bởi vì mấy anh chị quá chàng là thương nó. Ngày nào cũng tưới nước hết. Mà tưới thì không có biết là cái cây mình bộ tàn nó như thế nào, bộ lá như thế nào mà tưới làm sao cho đúng cách nữa. Rồi mấy anh chị cứ 3 ngày, 4 ngày mấy anh chị tưới rưỡng rễ một lần. 3 ngày, 5 ngày, 6 ngày, 7 ngày mấy anh chị tưới Atonit một lần. Thì khi mấy anh chị tưới nhiều quá mà tưới nó không đúng rồi, cây mai mấy anh chị nó chết luôn. Cũng giống như em nè, khi ăn Tết rồi em đâu có che lưới lan gì đâu mấy anh chị. Em đâu có che lưới lan gì đâu. Em bỏ thiếu mày mưa mày nắng luôn nè. Thậm chí mấy cây mai tơ trong này nè, em bỏ lăn lóc nó nằm ngổ nghiêng như là cây củi vậy mấy anh chị. Còn cái cây mai thọ hương này nè, cây mai thọ hương này khi ăn Tết rồi em lấy nó ra em làm minh họa, làm video cho mấy anh chị coi đó. Em nhổ nó ra rồi em quăng ném, rồi khi em làm đu video xong thì em thảy vào nè, có chết gì đâu nè mấy anh chị thấy không. Bởi vậy cái câu mà ông bà thường hay nói á, thương con là hại con hư là tại mẹ, cây mai chết là tại mình đó mấy anh chị, tại mình nó mới chết. Bởi vì sao? Bởi vì cứ 3 ngày 4 ngày mấy anh chị tưới nước làng, trong lúc cây mai nó không có lá, mới trồng này kia nọ 3 ngày 4 ngày hoặc là 7 ngày tưới nước một lần. Rồi 3 4 ngày 5 ngày 6 ngày 7 ngày mấy anh chị tưới rưỡng rễ một lần, tưới Atonit lần thì tưới hoài 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 như vậy đó. Cây mai nó thối rễ chết luôn. Còn em trồng mai phôi nè, trồng mai phôi hoặc là mấy cây mà em ăn Tết rồi nè. Em đâu sử dụng Atonit gì đâu mấy anh chị. Chỉ cần xả tàn, mình hiểu nó, mình xả tàn đúng nơi đúng chỗ rồi quay ngang mình giữ ẩm cho cây thôi là cây mai mình đâm chồi rồi. Nè, mấy anh chị thấy không? Ba cái mai tơ của em này em nhổ ra, em nhổ thí như cắt nè, như cây củi vậy. Vậy đó mà nó không chết mấy anh chị, mạnh như trâu luôn vậy. Bởi vậy cây mai á, mà mấy anh chị trồng nó mà nguyên nhân nó chết á, chết chi bộ nhánh á, là nguyên nhân tại mình á mấy anh chị, tại mình nó mới chết. Tại mình trồng sai rồi mình xử lý sai rồi nó mới bị chết chi bộ nhánh, rồi nó bị nứt than khô than sau Tết. Bởi vậy làm nghề khổ lắm các anh chị. Nhiều khi mà mình nói thật á, mình nói thật là ví dụ như hồi trưa cái video hồi trưa em nói là cây mai nó vốn dĩ nó đơn giản, mình trồng nó, mình hiểu nó, những người nhà vườn á, người ta hiểu nó, người ta trồng, người ta xử lý sao nó cũng sống chứ. Còn mấy anh chị mới tập chơi, mấy anh chị chưa hiểu nó, mấy anh chị tưới nước hoài, ngày nào cũng tưới hoặc là 3-4 ngày mấy anh chị tưới Atonit này kia nọ các kiểu vào á, cây mai chết luôn. Khi em truyền tải lên ý em muốn nói trong cái video đó là cây mai nó vốn dĩ nó đơn giản lắm. Cũng giống như em nè, mình chỉ thấy là em trồng rồi em bỏ lăn bỏ lóc nè, nó rồi như cây củi vậy đó mà quậy mà nó không chết. Mà khi em truyền tải lên rồi thì có một số người, có một hai bạn hiểu lầm nói là em nổ em xạo này kia nọ. Bởi vậy mình chỉ thấy khổ không. Hồi trưa này em ghét em chặn luôn, em chặn bỏ luôn. Được rồi, thì em xin quay lại với cái vấn đề là xả tàn cho cây nha. Thì cái cây mai này là cái lô mai 500.000 cái năm vừa rồi em đăng lên bán đó mấy anh chị. Thì khi em chăm sóc trong một năm vừa qua thì bây giờ nó rất là to nè. Rất là to nè. To lắm mấy anh chị. Hầu lần nó trồng trong cái giót trong cái chậu mũ C11 C12 á. Anh chị nào theo dõi từng cái video của em thì mấy anh chị cũng đã biết rồi. Còn đây là cái vết cắt. Cái nhánh này nè. Chỗ này là cái vết cắt của năm vừa rồi nè. Sau khi mình xả tàn của năm vừa rồi đó, bắt đầu cái năm em xin lỗi, đây là vết cắt của năm kia.
Còn cái năm vừa rồi á, là mình khi mình xả tàn cái năm kia rồi á, thì cái năm vừa rồi á, mình nuôi ra được cái nhánh nó to như thế này nè. Bây giờ kế tiếp năm nay là mình xả tàn á, là mình xả ngoài 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 này nè. Nó tùy theo cái cây của mình. Mấy cây mai này nè, nó khó nuôi hơn là mấy cây mai dáng thẳng nha mấy anh chị. Mấy cây mai trực thẳng tàn thông rồi đó. Mấy cây mai đó mình xả tàn nó dễ. Còn mấy cây mai này mấy anh chị mà xả tàn sơ suất thôi là nó bị chết một nhánh, là nó bị mất giá trị liền. Em nói ví dụ như là thân của nó là lắc lượng đều tay đều các con nè, mà nó bị chết một con này thôi, chết một con này thôi thì từ cái này lên trống chân nè mấy anh chị thấy không, nó rất là khó nuôi nha. Cho nên đối với cây mai này á là mình phải hiểu nó, nhiều á mình nó mới không có bị chết chi bỏ nhánh mấy anh chị. Thì xả tàn thì nó cũng đơn giản thôi. Cái tiêu chí mấy anh chị xả tàn đó là phải lặt hết lá. Ví dụ như cái cây mai này đi, bây giờ em muốn xả tàn nó, mà bây giờ mấy anh chị hỏi em á là những cái đọt ngoài này nè nó đang ra cái lá non, mấy đọt nào mấy anh chị hỏi em là nó đang ra lá non vậy xả được không, thì em xin thưa là xả bình thường mấy anh chị, ăn thua cái bộ lá cũ của nó còn nè, nó già rồi thì mấy anh chị xả. Còn những cái đọt mà nào mà nó ra đọt non đó kệ bà nó đi, bây giờ mình xả thì cái tỷ lệ nó thành công là chiếm khoảng 80-90% rồi. Còn muốn cho cái tỷ lệ thành công 100% nó thì để cho lá nó già thêm một chút nữa, nằm dạng là giữa tháng 2 hoặc là cuối tháng 2 mấy anh chị xả nó cũng vẫn ok, nó cũng vẫn kịp hết trơn. Mấy anh chị ăn thua mấy anh chị chăm sóc. Bây giờ em nói ví dụ như vườn mai của em này, em không xả liền bây giờ mà em để tới cuối tháng 2 em xả, mấy anh chị đoán thử rồi là nó bông nó cho kịp Tết không, làm sao mà không kịp Tết được mấy anh chị, nó dư kịp Tết đó. Mình xả cuối tháng 2 như vậy đó thì nó hạn chế cái tình huống bị nợ sớm cuối năm, hạn chế bị nợ sớm cuối năm vào tháng 9 tháng 10 ấy mấy anh chị đó. Thì mình xả tàn với cái tiêu chí là mình lặt hết lá nghe. Còn còn mình xả tàn, em nói ví dụ như cái nhánh này đi, bây giờ cái nhánh này nè nó có 5-10 lá ngoài này mà mấy anh chị không không xả nó luôn thì cái nhánh này nè, cái nhánh có lá nè nó dành hết chất dinh dưỡng, còn cái nhánh mình xả ngoài này nè nó không già, mình chị để ý nha, nó không có già. Cho nên mình xả là mình phải xả đồng loạt hết, chừng nữa nó ra là nó ra đồng loạt luôn mình chị. Còn trường hợp nuôi nhánh là như thế này, ví dụ như cây mai dáng lắc lượng này của em nè, cái nhánh trên này nó quá nhỏ nè, nhánh trên này nó quá lớn nè, em minh họa nha, nhánh trên này nó quá lớn còn nhánh chỗ này nó quá nhỏ, thì theo tiêu chí là đầu đầu voi đuôi chuột nó mới đúng. Nhánh trên này nó quá nhỏ vậy thì nó sai nè, thì mình thấy nhánh này nó ra lá nè, mình chỉ đợi chừa chừa lá nó, thì cách chừa lá là đó gọi là cách nuôi nhánh. Còn cách hãm nhánh là mình xả tàn như thế này gọi là hãm nhánh nè. Em nói lại nha, ví dụ như là cái nhánh này nó to đúng không, ở dưới nó to đúng rồi nè, rồi quay ngang cái nhánh kế trên này nó to, nó nhỏ hơn nhánh này một chút ha, rồi cái nhánh trên này nó nhỏ hơn cái này một chút, như vậy nó mới đầu voi đuôi chuột mới đẹp. Còn trường hợp nhánh này nó to rồi, nhánh này nó nhỏ đúng rồi, cái nhánh trên này nó to hơn nhánh này, vậy thì nó không đúng bài rồi, bắt buộc là mình phải nuôi cái nhánh này, mình hãm nhánh trên này là bằng cách là mình xả tàn của nhánh trên này nè, còn nhánh này này mình chừa cái bộ lá nó là mình nuôi nhánh. Còn trường hợp với cây mai mấy anh chị, ví dụ như là ví dụ như là cái chỗ này đi, ví dụ như là chỗ này đi, bây giờ chỗ này nó bị thiếu một nhánh, mấy anh chị muốn cho cái chỗ này nó có nhánh đúng không, nhưng mà cái chỗ này hiện tại giờ nó ra một cái nhánh quá đẹp rồi, nó quá đẹp rồi mà nó ra lá mà nó còn nhỏ, vì vậy mấy anh chị gặp lá nó đừng có xả tàn, để y như vậy đó để mình nuôi nó. Còn trường hợp cái nhánh mình mà nó quá đẹp rồi mấy anh chị bấm xả tàn cái là bắt đầu nó cái nhánh này là nó dễ bị chết lắm nha. Thì chiều nay em sẽ xả cho nó hoàn thành ba cây mai ngoài trước này mấy anh chị. Mấy anh chị thấy ăn Tết rồi vườn mai em là banh xác luôn, bán sạch sẽ hết trơn mấy anh chị. Giờ mình dưỡng lại từ từ nó mới đẹp lại, đây là giai đoạn đầu của cây chưa có cành lá nhiều cho nên nó chưa đẹp, từ từ mấy anh chị sẽ thấy nó đẹp ra từng cái giai đoạn á. Vì vậy mấy anh chị cố gắng xem những video tiếp theo của em. Thì nãy giờ em hướng dẫn xả tàn như vậy thì mấy anh chị hiểu rồi, bây giờ em xin nói lại một cái nữa nha,
Nào ví dụ như cái nhánh này nè, đây là cái bích cắt cũ năm vừa rồi nè, thấy không? Đó, thì mình cắt ở ngoài này, mình cắt làm sao chỗ đầu voi đuôi chuột, ví dụ như ở nhánh ở dưới này nè, mình cắt cho nó dài dàng tí, ở trên nó ngắn nhỏ nhỏ dần dần vô giống như hình con lá vậy đó anh chị. Còn cây mai mình nó ngã nghiêng nè, kiếm cây mình chọi lên cho nó ngay lên đó, chọi cho nó ngay lên rồi quay ngang mình mới coi cái bộ tàng mình cắt, cắt theo hình con lá anh chị hiểu không? Ở dưới cắt dài ra, ở trên cắt ngắn 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 vô tí, mình nhìn nhìn là biết rồi mấy anh chị. Em nói như vậy thì mấy anh chị hiểu rồi ha. Còn cái nhánh nào mà nó không đúng bài đó thì mình cắt bỏ. Còn cái nhánh nào mà nó mình muốn nuôi nó, mình muốn nuôi nó mà mình gặp lá nó ra mà nó nhỏ hơn mấy nhánh khác thì mình đừng có cắt lá nó nha, để y như vậy đó để mình nuôi nó. Còn mình thấy nó nhỏ hơn mấy nhánh khác mà gặp lá nó ra cái mình cắt lá nó, cắt lá nó thì nhánh nó dễ bị chết lắm. Rồi video này em tạm ngưng tại đây ha mấy anh chị. Nói như vậy thì mấy anh chị hiểu rồi ha. Rồi, em chào các anh chị nha.